Chào quý vị và các bạn. Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến ngày mùng 3 tháng 7, sau đó nhiệt độ sẽ giảm dần. Tây Nguyên ngày nóng, chiều tối mưa dông. Ngày mai thì Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, vùng nóng mở rộng ra hầu khắp các tỉnh thành, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Riêng khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ có thể trên 39 độ C. Dự báo tại Quảng Ngãi sẽ có mưa dông dịu nóng vào ngày thứ 6 của tuần sau, nhiệt độ vào khoảng là 34 độ C. Còn những ngày trước đó thì khá nóng với nhiệt độ cao 35 đến 38 độ C. Có một nơi tránh nóng lý tưởng, đó là Bầu Cá Cái, cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 30 km về phía đông bắc, là một khu rừng ngập mặn rộng khoảng 120 ha ở huyện Bình Sơn. Đến đây thì du khách có thể ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ, trải nghiệm len lỏi giữa rừng, hòa mình vào thiên nhiên thanh bình hiếm nơi nào có được. Còn khu vực Tây Nguyên, ngày mai nắng nhiều, tại Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa và Buôn Ma Thuột, nhiệt độ vào khoảng 28 đến 32 độ C. Về chiều tối thì mưa dông có thể xảy ra ở vài nơi. Đến với Đắk Nông thì quý vị nên chú ý đến những cơn mưa dông kèm theo dông lốc và sấm sét về chiều tối. Còn từ sáng đến chiều thì trời nắng và nóng vừa phải với mức nhiệt vào khoảng là 29 đến 32 độ C. Khoảng thời gian này thì rất thích hợp để quý vị khởi hành đến khám phá Hồ Tà Đùng với diện tích rộng lên đến 5.000 ha, bao gồm nhiều hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, là nơi sinh sống của nhiều loài chim đặc hữu, rất lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên. Còn đến với thành phố Hồ Chí Minh thì mưa sẽ xuất hiện đều đặn về chiều tối trong cả 7 ngày tới đây, ít có khả năng có mưa to. Trước khi có mưa thì trời nắng mạnh, nhất là trong 3 ngày tới và nhiệt độ sẽ vào khoảng là 34 độ C. 4 ngày sau đó thì nhiệt độ sẽ giảm dần, trời dịu hơn vào khoảng là 32 đến 33 độ C. Tối và đêm không khí thoáng mát, nhiệt độ giảm dần chỉ còn 25 đến 26 độ C. Quý vị đến với thủ đô Hà Nội sẽ cần đến những biện pháp chống nắng, chống nóng trong 3 ngày tới vì nhiệt độ cao lên đến 37-38 độ C. Cộng với hiệu ứng đô thị nên nhiệt độ ở ngoài trời có thể cao hơn vài độ nữa. Đến thứ Tư và thứ Năm thì mưa dông sẽ xuất hiện bất chợt và chấm dứt nắng nóng. Những ngày sau đó mưa sẽ lui dần về chiều tối, nhiệt độ giảm còn 33-34 độ C. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.